Đại ca chăm trước. Ta hiểu rồi. Bằng tổ muốn nhắc nhở ta, từ nhỏ đã không có phúc làm chủ tử. Các ngươi cũng nghĩ thế chứ gì? Được, vậy ta bái các ngươi làm chủ tử. Các ngươi đã vừa lòng chưa? Chủ tử, chủ tử, chủ tử. Có đến mức phải vậy không? Chỉ vì một xe giấy mà làm khó Dương gia sao? Ta... thôi được rồi, thôi được rồi. Cho vào, cho vào. Nào, 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 mau vào đi, vào đi. Dương gia, Dương gia, đứng dậy đi Dương gia. Cần phải làm vậy không?